đội tuyển Bắc Macedonia được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón đội tuyển Faroe. Trận đấu này diễn ra lúc 21 giờ ngày 17 tháng 11. Trận đấu này trong khuôn khổ bảng C4 UEFA Nations League 2024-2025. Đội tuyển Bắc Macedonia đã chính thức được lên chơi ở League B sớm trước một lượt đấu. Đây có thể sẽ là cơ sở để quân đảo Faroe tin vào việc có thể làm nên bất ngờ trước đội chủ nhà ở lượt. Trận cuối bảng C4 UEFA Nations League, Bắc Macedonia đã thể hiện sự vượt trội về trình độ so với những đối thủ trong bảng đấu của mình. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Blagoja vẫn đang duy trì thành tích bất bại khi giành được 4 thắng lợi và một kết quả hòa. Với 13 điểm có được, đội chủ nhà đã chính thức giành tấm vé lên chơi tại Ligue B một cách đầy thuyết phục khi hơn đội xếp sau cũng chính là đối thủ của mình ở lượt trận cuối quần đảo Faro tới 7 điểm. Phía bên kia chiến tuyến, thắng lợi quả cảm trên sân khách trước Armenia không những giúp quần đảo Faro chính thức trụ hạng mà còn giúp họ có cơ hội được thi đấu ở trận play-off tranh vé lên Ligue B. Sau 5 lượt trận, các vị khách giành 6 điểm, hơn hai đội bóng đứng ngay sau 2 điểm. Nếu muốn chắc chắn giành quyền tham dự trận tranh vé vớt thăng hạng, thầy trò huấn luyện viên Hamir Ho Crimson cần đánh bại đội chủ nhà, còn nếu hòa hoặc thua, quần đảo Faroe sẽ phải chờ kết quả trận đấu cùng giờ giữa Latvia và Armenia để biết được thứ hạng sau cùng. Dù không có được lợi thế sân nhà và sở hữu lực lượng có trình độ thấp hơn Bắc Macedonia, nhưng động lực thi đấu là điều quần đảo Faroe tỏ ra vượt trội hơn, nên nhớ ở trận đấu lượt đi, Bắc Macedonia cũng phải tương đối vất vả mới cầm hòa được quần đảo Faroe. Vì vậy có thể tin tưởng các vị khách sẽ làm nên bất ngờ để giành chọn 3 điểm và tự quyết số phận của mình. Chỉ phải thi đấu trước những đối thủ có trình độ kém mình một bậc, nên Bắc Macedonia đang thể hiện rất tốt ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự khi ghi 9 bàn sau năm lượt trận và chỉ phải nhận một bàn thua trước chính quần đảo Faroe. Trong khi đó, các vị khách đạt hiệu suất ghi một bàn một trận và cũng để thủng lưới một bàn mỗi trận trận. Với việc lịch sử đối đầu giữa hai đội chứng kiến cả hai trận đấu đều có ít hơn 2 bàn thắng, màn nọ sức sắp tới sẽ khép lại với ít hơn 3 bàn thắng. Năm lượt trận đã qua chứng kiến cả hai đều không phải là những đội bóng được hưởng nhiều phạt góc. Cụ thể, Bắc Macedonia chỉ thực hiện 3,8 quả một trận, trong khi đó con số của quân đảo Faro là 3 quả trận. Trong bối cảnh trận đấu lượt đi giữa hai đội đã có 8 quả phạt góc được thực hiện, khả năng cao màn so tài sắp tới sẽ chỉ có tối đa 8 quả phạt góc. Trận lượt đi giữa hai đội đã chứng kiến một thế trận tương đối căng thẳng với hai quả phạt đền và 6 tấm thẻ vàng được rút ra, với việc cả hai đội nhận trung bình hơn 2 tấm thẻ vàng một trận ở 5 trận gần nhất kịch bản 90 phút sắp tới sẽ có ít nhất 4 tấm thẻ phạt được trọng tài rút ra. Trận này chỉ còn ý nghĩa với một đội mà thôi. Chủ nhà Bắc Macedonia đã chính thức giành ngôi đầu bảng C4 đồng nghĩa có tấm vé lên thẳng League B mùa sau, hạng đấu mà họ chưa từng được trải nghiệm trong quá khứ. Đó là thành quả xứng đáng khi thầy trò huấn luyện viên Blagoza Milevski thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại của bảng đấu. Giành 13 trên 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận đã qua và lần mất điểm duy nhất là chiếc chính Pharaoh trong ngày ra quân. Phía đối diện, Pharaoh đã chắc chắn trụ lại được lịch xe nhờ thắng lợi bất ngờ trên sân của Armenia cách đây vài ngày. Hiện tại, đội bóng quốc đảo này sở hữu 7 điểm trong tay, hơn 3 điểm so với Armenia lẫn Latvia. Như vậy bất kể lượt cuối ra sao, Pharaoh cũng không thể rơi xuống cuối bảng. Đây thực sự là chiến tích đáng khích lệ với đội tuyển xếp hạng 138 FIFA, thấp nhất bảng đấu. Giờ đây Pharaoh có thể thoải mái bước vào trận cuối. Về mặt lý thuyết, Pharaoh mà thắng trận này thì họ sẽ chính thức xếp hạng hai chung cuộc đồng nghĩa được đá play-off tranh vé lên chơi ở League B. Trong trường hợp hòa thì họ cần phải chờ đợi Latvia không thắng Armenia thì mới giữ được ngôi nhì bảng còn nếu thua, Faro sẽ rơi xuống thứ ba nếu cuộc đấu Latvia vs Armenia có phân thắng, bại. Nhìn chung chưa biết trận còn lại có kết quả ra sao, khả năng Faro đánh bại Bắc Macedonia là không thực tế. Nói gì thì nói, kể cả Bắc Macedonia đã hết mục tiêu xong đời nào họ chịu mất thể diện ngay trên sân nhà trước một đối thủ yếu hơn hẳn. Hãy nhớ rằng hơn chục năm qua, Bắc Macedonia chưa từng thua sân nhà khi đón tiếp những đội cỡ như Pharaoh. Bản thân Pharaoh trước khi đánh bại Armenia mới đây từng trải qua hơn 4 năm liền không các khúc khải hòa nơi đất khách và tỷ lệ thua áp đảo so với hòa. Dẫu sao trong bối cảnh này khi đối thủ không có động lực thi đấu rõ ràng thì một trận thua nhẹ một bàn với Pharaoh không đến mức bất khả thi. Dẫu vậy cũng chỉ một trong số đó họ thủng lưới trên hai lần. Trận này xem ra khó chạm ngưỡng ba pha làm bàn.